hạ đo ván Honda Vision, Yamaha ra mắt Sega quốc dân, 125cc đẹp hơn Airblade, giá 32,5 triệu đồng. Sở hữu ngoại hình bắt mắt hơn Honda Airblade, kèm giá bán rất bình dân, mẫu xe tay ga, vừa được Yamaha cho ra mắt này sẽ là sự lựa chọn tốt để thay thế Vision. Thương hiệu tới từ Nhật Bản, Yamaha vừa trình làng phiên bản 2024 của dòng xe tay ga Ego Gear, mới tại thị trường Malaysia. Về cơ bản, Yamaha Ego Gear 2024 được nhà sản xuất cập nhật màu sắc mới, được hãng niêm yết giá bán lẻ đề xuất là 5.998 RM, tương đương khoảng 32,5 triệu đồng. Giá bán này chưa bao gồm thuế đường bộ, đăng ký hoặc bảo hiểm. Các khách hàng khi mua Ego Gear đều được hưởng chế độ bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km đối với các lỗi sản xuất. Yamaha Ego Gear 2024 có 3 tùy chọn màu mới xám, xanh lam và xanh navy. Theo thông tin được công bố, Yamaha Ego Gear mới đã có mặt tại tất cả các showroom Yamaha Motor. Ngoại trừ việc cập nhật các tùy chọn màu mới, thông số kỹ thuật của Ego Gear vẫn giữ nguyên như đời cũ. Dù có giá bán chỉ ngang ngửa Honda Vision, nhưng mẫu xe Yamaha Ego Gear lại được cung cấp sức mạnh từ khối động cơ Blue Core dung tích 125cc, xi lanh đơn với Smart Motor Generator. Động cơ mang tới công suất tối đa 9,38 mã lực tại 8.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 9,6 Nm tại 5.500 vòng trên phút. Yamaha Ego Gear 2024 được trang bị cả khởi động bằng chân và nút để điện. Mẫu xe tay ga này truyền lực đến bánh sau thông qua hộp số tự động và hệ truyền động dây đai. Các tiện lái xe của Ego Gear bao gồm cổng sạc USB, đèn cảnh báo nguy hiểm và tấm lót chống trượt cho sàn để chân. Hệ thống treo của Ego Gear bao gồm phuộc ống lồng ở phía trước và một bộ giảm sóc đơn ở phía sau có thể điều chỉnh để tải trước. Mẫu xe tay ga này sử dụng một đĩa thủy lực đơn ở phía trước, kết hợp với phanh sau dạng tang chống cơ học. Cả bánh trước và bánh sau của xe đều có đường kính 14 in, kết hợp với lốp cao su tương ứng là 70/90 và 90/80. Yamaha Ego Gear nặng 95 kg với bình nhiên liệu dung tích 4,2 lít. Chiều dài tổng thể của mẫu xe tay ga bình dân này là 1870 mm, trong khi chiều cao yên xe được đặt ở mức 750 mm và chiều dài cơ sở 1260 mm.